Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2721. Đường Tuấn nói một câu rồi rời khỏi phòng. Trong thành phố Hải Châu, Vương Thao đứng ở vị trí trên nhà cao tầng quan sát phía dưới trong ngoài thành, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh. Chờ nghe thuộc hạ phía sau báo cáo xong, Vương Thao mới cười nói, tên kia thật sự đã nói như vậy sao? Nô thuộc hạ nói, đúng vậy. Thuộc hạ do dự một lát rồi nói, Vương Sư, đối phương chỉ là một hóa thần cảnh trung kỳ, dù cho có thật sự dùng thực lực đánh chết Lục Mạc đi nữa thì cũng không thể sống trước hóa thần cảnh đỉnh phong. Muốn đối phó với cậu ta thì cần chi phiền toái như vậy, để tôi đi thì chỉ cần ba chiêu là có thể dễ dàng đánh chết cậu ta rồi. Tên thuộc hạ này có tu vi hợp thể cảnh. Tâm trạng của Vương Thao hình như rất tốt, cũng không trách thuộc hạ nhanh miệng, giải thích nếu như vậy thì cậu ta được lợi quá. Đã dám đắc tội với tôi thì cũng đừng nghĩ đến dễ dàng nữa, tôi phải chơi đùa cho thật vui, để cậu ta chủ động đến cầu xin tôi. Anh ta khoát tay áo rồi nói, phát tin tức lan rộng ra ngoài, nói rằng quận Đan Dương mưu đồ chèn ép quận Thiên Phong, muốn độc chiếm danh ngạch tiến vào bên trong thành. Anh ta híp đôi mắt lại nói, không phải cậu ta đánh nhau rất giỏi hay sao? Vậy hãy để cậu ta đánh cho đủ, tốt nhất là khiến cậu ta đắc tội với người của mười mấy quận thành, đến lúc đó tôi muốn xem cậu ta chết như thế nào. Thuộc hạ gật đầu đồng ý. Bên ngoài thành phía nam. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Tuấn nhìn dám người Thác Bạt Tuyết Tình và Hàn Tâm Tâm hỏi, chuyện của canh đằng các người cũng nhìn thấy rồi, có gì muốn nói không? Hàn Tâm Tâm cắn răng nói, Đường Sư, thực lực của chúng tôi thật sự quá yếu rồi. Mọi người yên lặng, không một ai lên tiếng phản đối. Lúc mà Lục Mạc ra tay, những người ở quận Thiên Phong đều có thực lực cao hơn bọn họ một chút. Đường Tuấn nói, thiên phú của các cô cậu cũng không coi là tệ, nhưng khả năng thực chiến lại quá yếu. Bác sĩ sẽ phải cứu người và trị thương không sai, nhưng đầu tiên vẫn phải bảo đảm bản thân còn sống sót, không được để bị thương. Các cô cậu cũng biết đại hội giao lưu ở Hải Châu lúc này, giảng viên ở từng quận đều có thể mang theo 10 học sinh làm đại biểu tiến vào trong thành. Nhưng cái danh ngạch này chỉ có thể tự giành lấy, nếu một ngày học sinh quận khác tới khiêu chiến cô cậu, tôi đây không có cách để nhúng tay vào, mà một khi các cô cậu thua thì cũng đồng nghĩa chúng ta chỉ có thể dâng tặng danh ngạch này cho các quận khác. Tôi nghĩ chắc các cô cậu cũng không muốn thấy loại cục diện này đúng không? Một đám người nghe xong lời của Đường Tuấn nói, tâm trạng đều có chút nặng nề. Quận Đan Dương tiến vào bên trong thành chỉ có một danh ngạch, cái danh ngạch này là cho đội giảng viên. Nhưng đám người Thác Bạt Tuyết Tình là học sinh của Đường Tuấn mang theo lần này, bọn họ cũng có thể đi theo tiến vào trong thành. Tiến vào trong thành đồng nghĩa với có thể đi nghe Đường Gia Hành Tẩu nói về y học và giảng đạo. Bất kể là giảng viên dẫn đội hay học sinh phụ thuộc thì cũng đều là một loại cơ duyên. Ngày trước để có nhiều danh ngạch thì người của các quận sẽ chủ động đi khiêu chiến đội ngũ của các quận khác, giảng viên sẽ khiêu chiến giảng viên hoặc là học sinh khiêu chiến học sinh. Phe thắng là có thể có được danh ngạch của bên kia. Chương 2722. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình bọn họ rất có lòng tin với y thuật của Đường Tuấn, chỉ ít thì các giảng viên dẫn dội của các quận khác hoàn toàn không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Nhưng ngộ nhỡ trong lúc học sinh đang phát động khiêu chiến mà bởi vì lý do bọn họ vứt bỏ danh ngạch, tương đương với việc bọn họ sẽ liên lụy đến Đường Tuấn. Loại tình huống này khiến đám người Thác Bạt Tuyết Tình không thể chấp nhận. Mặc kệ thế nào đi nữa, không thể vì lý do chúng ta mà khiến Đường Sư mất đi một cơ hội như vậy được. Trong lòng đám người Thác Bạt Tuyết Tình đồng thời hiện ra ý nghĩ như vậy. Vốn bọn họ đi theo Đường Tuấn đến Hải Châu là bởi vì có cơ hội nhìn thấy được Đường Gia Hành Tẩu. Trong lòng họ rất phấn khích, nhưng lần này nổi lên xung đột với quận Thiên Phong khiến cho bọn họ ý thức được lần giao lưu y sư này không đơn giản như trong tưởng tượng, bọn họ thậm chí sẽ trở thành gánh nặng. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Đường Tuấn cười nói, các cô cậu không cần áp lực quá làm gì, nếu thật sự làm mất danh ngạch thì tôi cũng có cách đi gặp Đường Gia Hành Tẩu. Tuy rằng anh cũng rất muốn từ nhà họ Đường này biết được một chút về y thuật của Đường Gia Hành Tẩu trong thần quốc một chút, nhưng cũng không phải là chỉ có mỗi cách này. Dù cho đám người Thác Bạt Tuyết Tình có đánh mất danh ngạch này đi nữa thì anh cũng có thể đi gặp Đường Gia Hành Tẩu thông qua Lý Quân Thành. Với địa vị thứ 10 trên bảng thủ pháp như Lý Quân Thành, có lẽ chuyện này không phải chuyện gì khó khăn với ông ta. Nghĩ vậy, Đường Tuấn nghĩ có cần thiết phải đi tìm Lý Quân Thành một chút không? Đám người Thác Bạt Tuyết Tình nhìn dáng vẻ của Đường Tuấn, tâm trạng ngược lại càng thêm nặng nề. Đi lại Đường Gia Hành Tẩu làm sao mà dễ dàng như vậy được? Đây rõ ràng là Đường Tuấn đang an ủi bọn họ mà thôi. Đôi mắt của Thác Bạt Tuyết Tình bỗng nhiên sáng ngời,
nói, Đường sư, nếu không thì mấy ngày nay anh chỉ dạy bọn tôi một chút đi. Hàn Tâm Tâm hơi sửng sốt như cũng nói theo, y thuật của Đường sư lợi hại như vậy, nếu như thật sự bằng lòng dạy bọn tôi cũng không nhất định sẽ thất bại trước những học sinh của các quận khác. Mọi người đều gật đầu. Thực lực y thuật của quận Đan Dương trong các quận chỉ có thể xếp tầm trung mà thôi, như quận Thiên Phong trong các quận khác thì lại xếp ở vị trí tương đối gần trước, thực lực y thuật cũng vượt xa quận Đan Dương. Nếu một ngày thật sự tiến hành khiêu chiến y thuật thì đám người Thác Bạt Tuyết Tình hầu như không có phần thắng. Tuy rằng học y thuật không có đường tắt nhưng Đường Tuấn nâng cao tinh thần lực cho bọn họ cũng là một loại kỳ tích rồi. Đó là lý do mà bọn họ nghĩ rằng Đường Tuấn thật sự có thể dạy y thuật cho bọn họ tăng thêm một cấp trong mấy ngày ngắn ngủi, đến lúc đó thì dù đối thủ là quận Thiên Phong đi nữa bọn họ cũng sẽ không thua. Biểu cảm đầy mong đợi trên khuôn mặt mỗi người, nhưng Đường Tuấn yên lặng. Chương 2723. Ở trái đất anh đã thu nhận Hàn Bảo Long làm đệ tử nhưng cũng chưa dạy qua y thuật, chỉ là thầy trò cùng tu hành. Từ ý nghĩa nghiêm ngặt bắt đầu nói thì từ lúc học y đến giờ, anh chưa từng chính thức thu nhận một đệ tử y thuật nào cả. Coi như đã giảng bài tại trung tâm y tế đi nữa, anh truyền dạy cũng chỉ là dược khí kim liên trong điển tịch, cũng không phải anh thật sự học. Xin lỗi Đường sư, là bọn tôi đường đột quá. Mọi người thấy biểu cảm của Đường Tuấn thì nhất thời hiểu được. Đạo không thể tùy tiện truyền lại, y thuật cũng như vậy. Y thuật của Đường Tuấn lại khiến Quân Huyền Sách cũng cảm thấy tự ti, càng thêm không có khả năng tùy tiện truyền dạy được. Bọn họ xuất thân từ thế gia tuy rằng cũng biết quy tắc như vậy nhưng chưa từng trải qua chuyện tương tự, cho nên vừa nói ra lời như vậy đã lập tức phản ứng lại, vội vàng xin lỗi Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn biểu cảm mất mát của đám người có chút mong chờ, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm nói, các cô cậu thật sự muốn học y thuật từ tôi sao? Thác Bạt Tuyết Tình gật đầu rồi lại lắc đầu nói, chúng tôi thật sự muốn học y thuật cùng Đường sư, nhưng bọn tôi cũng biết quy tắc của y đạo. Chờ qua 12 mùa nóng lạnh mới có thể học được bản lĩnh thật sự của thầy. Vừa rồi là bọn tôi đã quá xúc động. Chờ qua 12 mùa nóng lạnh, nói đúng hơn là trước khi muốn học được bản lĩnh thật sự của thầy thì phải trải qua bài kiểm tra 12 năm. Trong 12 năm đó, phải trở thành người dưới quyền làm công cho thầy, không thể xuất hiện bất kỳ nhầm lẫn nào. Nếu như thiên phú không tệ thì sau khi bài kiểm tra được thông qua, thầy mới có thể truyền dạy cái bản lĩnh đè ép dưới đáy dương cho họ. Mà bây giờ bọn họ lại không có thời gian. Đường Tuấn nói, tôi không có nhiều quy tắc như vậy đâu. Ánh mắt của anh quét qua mọi người, bao gồm cả Canh Đăng đang ngồi ở góc tường kia mà nói, tôi có thể dạy y thuật cho các cô cậu, nhưng nếu một ngày nào đó các cô cậu phạm sai lầm thì tôi sẽ đích thân ra tay phế bỏ các cô cậu, không nói đến bất kể tình cảm gì cả. Nếu như các cô cậu đồng ý điều kiện này thì hiện tại tôi có thể truyền dạy y thuật cho các cô cậu. Ánh mắt lạnh như băng của Đường Tuấn quét qua mắt của mọi người, khiến cho đám người Canh Đăng nổi hết cả da gà. Thác Bạt Tuyết Tình tôi xin thề, bái Đường Tuấn làm thầy, nếu như một ngày vi phạm lời thầy dặn thì linh hồn của tôi sẽ không còn nguyên vẹn. Trước mặt nhiều người còn đang do dự thì Thác Bạt Tuyết Tình là người đầu tiên nói ra. Sắc mặt của đám người Canh Đăng khẽ thay đổi, giống như lần đầu biết đến Thác Bạt Tuyết Tình vậy. Nhưng ngay sau đó thì Hàn Tâm Tâm cũng lập lời thề, sau đó là người thứ ba. Cuối cùng toàn bộ 10 người đã lập xong lời thề. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Hiện tại anh chắc chắn sẽ không truyền dạy những pháp châm cứu thần bí dưới đáy dương cho đám người Thác Bạt Tuyết Tình, nhưng cũng sẽ không dạy những loại y thuật phổ biến, chí ít thì không học được từ trung tâm y tế ở quận Đan Dương, cho nên anh cũng không thể không cẩn thận. Nhưng biểu hiện của đám người này khiến anh cũng rất hài lòng, đặc biệt là Thác Bạt Tuyết Tình, càng làm cho anh nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi các cô cậu sẽ là đệ tử của tôi. Đường Tuấn nhìn đám người này, trong mắt cũng lộ ra sự vui vẻ. Thiên phú của 10 người này đều không tệ, đặc biệt là Thác Bạt Tuyết Tình và Canh Đăng, không biết dưới sự dạy dỗ của bản thân thì có thể đi được đến đâu. Chương 2724. Để ghi tên lên bảng thủ pháp thì phải tranh đấu với đệ tử của siêu cấp thế gia, hoặc là khiến mọi người đều bị lu mờ cũng có thể. Đường Tuấn chỉ suy tính trong chốc lát rồi nói, trước kia các cô cậu đánh một trận với Lục Mạc, quá trình cụ thể tôi cũng hiểu được đại khái. Tuy rằng tu vi của Lục Mạc mạnh hơn cô cậu không ít nhưng các cô cậu cũng có vẻ quá vô dụng rồi, ngay cả việc chống lại cũng không làm được. Hàn Tâm Tâm lộ ra vẻ mặt xấu hổ nói. Đường sư, suy cho cùng thì tinh thần và thể lực cũng có lòng rồi, một lòng học tập y thuật thì đâu ra thời gian đi tu luyện pháp thuật và kỹ năng chiến đấu chứ. Cũng không phải mỗi người đều có thể biến thái giống như anh vậy đâu,
hai phương diện đều lợi hại như vậy. Những lời này Hàn Tâm Tâm chỉ dám nói thầm ở trong lòng. Những người khác nghe vậy cũng đều gật đầu. Đường Tuấn nói, y giả đầu tiên phải đảm mạng sống của mình mới có thể cứu người. Cho nên tôi muốn dạy cho cô cậu chính là một bộ y thuật kết hợp công pháp tu luyện với nhau, tên là Linh Tàng. Linh Tàng là công pháp mà anh tổng kết ra được từ sự kết hợp của thần tàng quyết và y thuật mình đã học được. Đã có thể trị bệnh cứu người, cũng có thể ra trận giết kẻ địch. Đường Tuấn bắt đầu giải thích cho mọi người về Linh Tàng, giảng rất kỹ càng và chu đáo, thật sự coi mấy người canh đằng như đệ tử mà đào tạo, về phần có thể lĩnh ngộ thành công hay không thì còn phải xem thiên phú như thế nào. Linh Tàng mặc dù chỉ là công pháp nhất môn, nhưng nội dung trong đó cũng dính dáng đến nhiều lĩnh vực. Nếu như có thể lĩnh ngộ được toàn bộ và thông hiểu đạo lý của Linh Tàng thì việc trở thành bác sĩ cấp 7 khẳng định không phải vấn đề lớn, thậm chí có triển vọng hướng về cấp 8. Mấy người canh đằng say mê nghe giảng, hoàn toàn bị những tri thức về y đạo của Đường Tuấn hấp dẫn. Bọn họ có thể đi vào trung tâm y tế mà còn trở thành người nổi bật ở trong đó, là đại biểu cho thiên phú không tệ. Lúc này mỗi câu nói của Đường Tuấn đều khiến cho bọn họ cảm giác được nhận nghi thức thể hồ sao lên người vậy. Nghi thức thể hồ, nhận được sự dẫn dắt to lớn của cao nhân và nhận ra được sự giác ngộ, được truyền cảm hứng. Hóa ra y thuật còn có một dáng vẻ như vậy. Toàn bộ Linh Tàng không dưới 4.000 chữ, nhưng Đường Tuấn phải giảng trong thời gian hơn nửa ngày mới xong. Anh vừa giảng xong thì tất cả mọi người như bị chìm đắm trong sự huyền diệu của Linh Tàng, ngoại trừ canh đằng ra thì trên cơ thể của 9 người còn lại đều chậm rãi tản ra một luồng sóng tương tự nhau. Chính là tu luyện khí tức của Linh Tàng. Khi Đường Tuấn đã giảng xong, bọn họ theo bản năng bắt đầu tu luyện. Ngay cả canh đằng bị phế tu vi lúc này cũng đỏ mặt, hiện rõ ra sự kích động trên khuôn mặt. Bởi vì trong Linh Tàng có cách chữa trị tu vi bị phế. Chú ý khí hành. Đúng lúc này âm thanh của Đường Tuấn vang lên trong đầu của canh đằng. Đường Tuấn ra tay nhanh như chớp, cắm lên toàn bộ huyệt khiếu trên người canh đằng một cây ngân châm. Trên mỗi một cây ngân châm đều có một phần pháp lực của Đường Tuấn. Những ngân châm này là do Đường Tuấn ngâm với hơn 10 loại dược liệu quý giá, lúc này phối hợp với pháp lực của Đường Tuấn, toàn bộ hiệu lực của thuốc bị thôi thúc tràn vào trong cơ thể của canh đằng. Chương 2725. Sắc mặt của canh đằng chợt thay đổi, anh ta cảm giác được đan điền bị nát của bản thân đang dần dần phát ra một sức sống mãnh liệt. Những kinh mạch bị thương tổn nghiêm trọng, nguyên anh vốn khiến anh ta luôn cảm thấy nản lòng nhục chí đang dần sáng rỡ. Anh ta không dám suy nghĩ nhiều nữa. Vội vã dựa vào khí hành của Linh Tàng theo lời dạy của Đường Tuấn. Không biết qua bao lâu, 10 người lần lượt chấm dứt tu luyện, Thác Bạt Tuyết Tình vậy mà là người đầu tiên dừng lại chỉ hơn nhau một giờ so với người cuối cùng. Từ một góc độ nào đó mà nói thì thiên phú của Thác Bạt Tuyết Tình là ưu tú nhất trong đám người này, cùng một loại tu luyện nhưng sự lĩnh ngộ của cô lại nhanh hơn người khác rất nhiều. Thiên phú của canh đằng cũng không tệ. Tuy rằng giữa đường Đường Tuấn trị bệnh khiến anh chậm trễ một chút thời gian nhưng anh ta lại là người thứ 5 kết thúc tu luyện. 10 người khiếp sợ nhìn Đường Tuấn, đôi mắt lộ rõ sự khó hiểu. Lúc thật sự tu luyện mới biết được sự sâu sắc của Linh Tàng còn hơn những gì bọn họ nghĩ nhiều, vượt qua tất cả công pháp mà bọn họ từng tiếp xúc. Phải biết rằng 10 người bọn họ đều không phải là tờ giấy trắng, mà là xuất thân từ các thế gia lớn trong quận Đan Dương, đều là những sinh viên tài năng của trung tâm y tế. Phải nói là tầm nhìn cao biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ Đường Tuấn tùy tiện truyền dạy lại một bộ công pháp đã vượt qua khỏi nhận thức của bọn họ. Sự huyền diệu của công pháp này có thể tưởng tượng ra được. Đa tạ Đường Sư. 10 người đồng loạt quỳ xuống, trong lòng tràn ngập sự cảm kích. Đây mới thật sự là ơn tái tạo. Đứng lên đi. Đường Tuấn nhàn nhạt nói. Đám người nghiêm túc đứng ở một bên, dáng vẻ hiện ra sự cung kính vô cùng. Tuy rằng trước kia bọn họ gọi Đường Tuấn một tiếng Đường Sư, nhưng bởi vì lý do tuổi tác nên đã đối đãi Đường Tuấn như người VN ngang hàng, nhưng bây giờ là từ tận đáy lòng của bọn họ đã xem Đường Tuấn trở thành thầy, sẽ không có nửa điểm bất kính hay thất lễ nữa. Có thể tiện tay truyền thụ loại công pháp Linh Tàng này, thân phận của Đường Sư chắc chắn không đơn giản. Dù cho không phải xuất thân từ Đường gia hành tẩu của tam đại thế gia đi nữa thì cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Trong lòng 10 người không hẹn mà cùng nghĩ tới những thứ này. Đường Tuấn nói, các cô cậu có thể dùng một ngày để tu luyện, mong rằng có thể lý giải được bước đầu của bộ công pháp Linh Tàng này, nhưng y thuật không phải chỉ hiểu là được. Ánh mắt của đám người lập tức thay đổi, Thác Bạt Tuyết Tình nói, ý của Đường Sư là. Trong âm thanh của Đường Tuấn mang theo sự lạnh lùng,
nói, nếu bọn họ có thể ra tay với các cô cậu, vậy các cô cậu cũng có thể đi khiêu chiến bọn họ. Được dịp thử tôi luyện bản thân một chút. Tuy rằng mới học linh tàng, nhưng dựa vào thiên phú của đám người này và sự huyền diệu ẩn chứa trong linh tàng cũng đủ để kéo gần khoảng cách hạng với những quận đứng trước khác rồi. Đối với những người Thác Bạt Tuyết Tình mà nói thì không có gì thích hợp hơn việc từ đá mài thành đạo cả. Thác Bạt Tuyết Tình do dự nói, đường sư, ngộ nhỡ giảng viên của đối phương ra tay thì phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của Đường Tuấn trở nên lạnh lẽo, nói, nếu như theo quy tắc ra tay thì tôi cũng sẽ ra mặt. Nhưng nếu không theo quy tắc vậy thì cứ phế bọn họ đi. Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra sự hớn hở không còn bất kỳ băn khoăn nào nữa. Bị quận Thiên Phong đánh bại, trong lòng họ cũng đang đè nén một cơn lửa giận, thừa dịp mượn cơ hội này chút ra cho bằng hết. Chương 2726, lá gan cũng không nhỏ nhỉ, lại còn dám đến tận cửa. Nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai sẽ đi gặp những cao thủ thiên tài của các quận khác. Đường Tuấn ra lệnh, 10 người nhất thời kích động đồng ý. Hải Châu tổng cộng có 13 quận. Hai ngày nay thì hầu như toàn bộ thầy trò của trung tâm y tế 13 quận đều đã đến cả. Trong khoảng thời gian này, xung đột giữa quận Đan Dương và quận Thiên Phong cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, cái tên Đường Tuấn cũng bị rất nhiều người biết đến. Cùng lúc đó, tin tức quận Đan Dương muốn chiếm lấy danh ngạch vào nội thành lần này cũng bị phát tán ra ngoài. Quận Đan Dương đã kiêu ngạo như vậy còn muốn độc chiếm danh ngạch tiến vào trong thành nữa, coi bọn tôi như không khí đấy à? Trong 9 quận của Hải Châu, quận Đan Dương chỉ xếp thứ 5 thậm chí là thứ 6, ai cho bọn họ cái gan đến khiêu chiến chúng ta vậy? Tên Đường Tuấn kia ra tay cũng quá độc ác, trong lúc học sinh xung đột thôi mà lại phế cả Lục Mạc. Tôi biết tên nhóc canh đằng kia thiên phú có hạn, nhưng có thể so sánh với Lục Mạc hay sao? Các thầy trò của quận khác chưa từng hoài nghi gì về tin tức này, dù sao mỗi lần vì danh ngạch để tiến vào trong thành này cũng xuất hiện không ít thương vong. Mà tin tức quận Đan Dương muốn độc chiếm quyền sở hữu danh ngạch khiến người của các quận khác tức giận không thôi, các loại bàn tán đều xuất hiện. Có một số nói muốn đấu một mình với Đường Tuấn, có vài người phát ngôn bừa bãi nói muốn một thân một mình đánh xuyên qua 10 học sinh của quận Đan Dương. Tạm thời quận Đan Dương đã trở thành kẻ thù chung của 8 quận còn lại. Khu phía Nam, trong sân của quận Bắc Minh. Giảng viên dẫn đội của quận Bắc Minh là Lực Đỉnh Phong đang phát biểu với những học sinh. Vừa rồi tôi tham khảo với mấy giảng viên một chút, đã có quyết định rồi. Đối với hành vi khiêu khích này của quận Đan Dương, quận Bắc Minh chúng ta phải tiến hành ngăn chặn, phải khiến người của quận Đan Dương biết rằng bọn họ còn chưa đủ trình độ để nói ra những lời như vậy. Tôi chuẩn bị chọn ra 10 người đi khiêu chiến quận Đan Dương, trận chiến này chỉ được thắng không được thua, phải đánh ra một trận uy danh cho quận Bắc Minh ta. Nói xong, trên vẻ mặt đám học sinh trước mặt ông ta lộ ra vẻ kích động, nóng lòng muốn tỉ thí. Thưa thầy, dựa theo xếp hạng năm trước thì quận Bắc Minh chúng ta trong 9 quận luôn xếp trước thứ 3, thậm chí là thứ 2, quận Đan Dương không thể so sánh cùng. Quận Đan Dương sau khi đuổi Huyền Mông thì học sinh của quận Đan Dương thật đúng là khiến chúng ta phải đặt vào mắt mà, dù cho thầy không nói thì chúng con cũng sẽ không thua cái đám lót đường kia đâu. Trên mặt thanh niên kia nở nụ cười nói rằng, trận chiến này chúng ta sẽ dạy bọn họ làm người là phải khiêm tốn. Muốn ra mặt thì không thành vấn đề, điều quan trọng là phải có thực lực. Lực Đỉnh Phong gật đầu, biểu cảm trông rất hài lòng. Lực Đỉnh Phong vung tay lên rồi nói, không sai, quận Bắc Minh chúng ta còn chưa dám nói ra lời như vậy, lần này nhất định phải dạy cho đám người quận Đan Dương một bài học, để bọn họ biết đối nhân xử thế hơn. Ông ta vừa dứt lời, bên ngoài sân lập tức vang lên âm thanh, được. Tôi cũng rất muốn nhìn xem quận Bắc Minh các người dạy cho chúng tôi làm người thế nào đấy. Vẻ mặt của Lực Đỉnh Phong thay đổi. Nhìn từ ngoài sân xuất hiện đám người không mời mà tới, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười nói. Học sinh của quận Bắc Minh trước mặt ông ta đều cười lạnh một tiếng, trêu đùa nhìn về phía ngoài sân. Ngoài sân, Đường Tuấn mang theo 10 người Thác Bạt Tuyết Tình từ từ đi tới, chiến ý tận trời. Chương 2727 có tin tức mới truyền đến. Trong thành Hải Châu, Vương Thao vừa nghe xong thuộc hạ truyền tin tức tới. Không khỏi cười như điên ra tiếng mà nói, cái tên này đúng là điên rồi, vậy mà lại dám dẫn người đi khiên chiến quận Bắc Minh cơ đấy. Nếu như tôi nhớ không lầm thì thực lực của Lực Đỉnh Phong mạnh hơn Lục Mạc không ít, đã giác ngộ được một phần huyền bí của hợp thể cảnh. Một hóa thần cảnh trung kỳ như cậu ta mà cũng dám dẫn học sinh đi khiêu chiến Lực Đỉnh Phong, thật là muốn chết sớm mà. Tuy rằng Đường Tuấn đã thắp sáng được một viên đá ô tinh, nhưng Vương Thao thật sự chẳng để anh vào mắt.
Thắp sáng đá ô tinh chỉ có thể nói rõ là tinh thần lực rất mạnh, cũng không thể đại biểu cho sự mạnh yếu của sức chiến đấu và y thuật. Đương nhiên việc Đường Tuấn có thể phế Lục Mạc là nằm ngoài dự liệu của Vương Thao. Nhưng cũng đã như vậy rồi, hóa thần cảnh đỉnh phong cũng có sự chênh lệch với hóa thần cảnh đỉnh phong mà, như một người lực đỉnh phong thôi sợ là có thể đánh tới 5 tên Lục Mạc rồi. Hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Về phần khiến học sinh tiến hành khiêu chiến, vậy thì khác gì đi tìm chết đâu. Quận Bắc Minh bất kể là tài nghệ y thuật hay tổng thể thực lực đều mạnh hơn quận Đan Dương rất nhiều, học sinh được dạy dỗ ra sao thì sự chênh lệch càng thêm rõ ràng. Vương Thao nói, nghe nói năm nay quận Bắc Minh xuất hiện thêm một học sinh thiên tài, trước đó không lâu thiếu chút nữa đã thông qua được bài kiểm tra của giảng viên cao cấp, thực lực tu vi cũng không yếu, đã đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ, là thiên tài lợi hại nhất trong mấy chục năm qua của quận Bắc Minh. Các người nói xem lỡ như trong lúc học sinh đang tiến hành tỉ thí, Phó Bình có thể đánh quận Đan Dương một chuỗi 10 lần chỉ có duy nhất một kết quả không? Mấy tên thuộc hạ đứng ở trước người Vương Thao sau khi nghe được thì đều nở nụ cười, nói, đúng là có khả năng này. Bất kể là Phó Bình hay Lực Đỉnh Phong thì cũng không phải kẻ có tính cách tốt lành gì, bị kẻ khác xông đến tận cửa như vậy mà không dạy dỗ cho đối phương một bài học sâu sắc, thật đúng là không giống tác phong của quận Bắc Minh rồi. Mặt mũi của quận Đan Dương lần này e là không còn gì nữa, sợ là hai ngày nữa chỉ có thể ảo não mà rời khỏi Hải Châu thôi. Thật muốn nhìn xem đám người quận Đan Dương kia sẽ có biểu cảm gì. Một chuỗi 10 à, thật đúng là chuyện cười mà. Một đám cười càng nói càng cười to, dường như đã nhìn thấy được bộ dạng thảm hại của quận Đan Dương. Đúng lúc này lệnh bài truyền tin của Vương Thao hơi sáng lên. Có tin tức mới truyền đến. Mấy tên thuộc hạ thấy thế thì cười nói, Vương Sư, chắc là quận Bắc Minh truyền tin thắng lợi đến đây mà. Nhanh như vậy đã giải quyết xong quận Đan Dương rồi ư, xem ra là Lực Đỉnh Phong tự mình ra tay, hoặc là Phó Bình đánh chuỗi xuyên 10 người rồi. Không quan tâm cái đó nữa, lần này quận Đan Dương chắc chắn bị mất hết mặt mũi rồi. Trong lúc đám người đang nói chuyện, Vương Thao đã nghe xong tin tức từ lệnh bài truyền tin, nụ cười trên mặt chợt tắt, vẻ mặt trở nên u ám. Trong lòng mấy tên thuộc hạ dùng mình, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, cẩn thận hỏi, Vương Sư, làm sao vậy? Vương Thao bóp nát lệnh bài truyền tin trong tay, lửa giận đang bốc cháy trong đôi mắt, nói quận Bắc Minh thua rồi. Hả? Chương 2728 điều này làm cho Vương Thao vừa sợ vừa giận. Mấy tên thuộc hạ đồng loạt sửng sốt, sao mà quận Bắc Minh có thể thua được kia chứ, không phải quận Đan Dương là đội tệ nhất hay sao? Vương Thao không có giải thích nhiều, quận Bắc Minh không chỉ thua mà còn thua hết sức khó coi. Đầu tiên là học sinh của quận Bắc Minh và quận Đan Dương tỉ thí, nhưng kết quả không phải như bọn họ đã nghĩ, một đánh xuyên 10 người Phó Bình của quận Đan Dương đã bị phản ngược lại rồi. Quận Đan Dương chỉ chọn ra một mình Thác Bạt Tuyết Tình, trong một hơi thở đã đánh bại tất cả học sinh của quận Bắc Minh bao gồm cả Phó Bình. Quận Bắc Minh bị một người đánh xuyên qua rồi, dù có là trên y thuật hay thực lực tu vi đi nữa. Lực Đỉnh Phong nuốt giận ra tay muốn đánh trọng thương Thác Bạt Tuyết Tình để lấy lại chút danh dự. Nhưng ông ta vừa mới ra tay thì đã bị Đường Tuấn trực tiếp chấn áp rồi. Đường Tuấn chỉ dùng một tay đã ép Lực Đỉnh Phong không thể nhúc nhích, cuối cùng chỉ có thể căm giận chịu thua. Ai có thể nghĩ tới kết quả sẽ thành ra thế này kia chứ? Hay cho một Đường Tuấn, hay cho quận Đan Dương, thì ra bọn tôi đã xem thường các người rồi. Vương Thao lạnh lùng nói. Mấy tên thuộc hạ cũng lập tức phản ứng lại, có người kìm giọng lại nói, Vương Sư xin hãy để tôi ra mặt, tôi bảo đảm sẽ làm thịt họ khiến thần không biết quỷ không hay. Ánh mắt của Vương Thao lại thay đổi, anh ta cũng cảm giác được nếu như tiếp tục như vậy thì rất có thể sẽ xuất hiện nhiều biến cố ngoài dự liệu của anh ta. Vương Thao nói, không cần, nếu bọn họ đã chọn quận Bắc Minh, chắc chắn sẽ không dừng tay đơn giản vậy, kế tiếp có thể đi khiêu chiến trung tâm y tế của các quận khác. Thực lực của quận Bắc Minh trong 9 quận cũng tương đối cao nhưng gần như đã bị quận Đan Dương quét sạch, vậy kế tiếp quận Đan Dương đi khiêu chiến quận khác thì kết quả cũng sẽ không khác là bao. Anh ta vốn là muốn lợi dụng cao thủ của 9 quận chèn ép Đường Tuấn và quận Đan Dương, nhưng bây giờ ngược lại đã giúp quận Đan Dương và Đường Tuấn có được danh tiếng. Điều này làm cho Vương Thao vừa sợ vừa giận. Đường Tuấn có thể một tay chấn áp tu hành giả hợp thể cảnh như Lực Đỉnh Phong thì sợ rằng thực lực của bản thân cậu ta cũng đã đạt tới một cảnh giới nào đó của hợp thể rồi.
Nếu thật sự dựa vào mấy tên thuộc hạ hợp thể cảnh của mình đi đối phó với Đường Tuấn, thật không nhất định có thể bắt được đối phương. Ngộ nhỡ không bắt được mà khiến chuyện này bại lộ, sẽ là một cú đả kích trầm trọng đối với danh tiếng của Vương Thao. Anh ta chỉ do dự trong chốc lát, âm hiểm cười rồi nói, đi báo tin cho giảng viên của chín quận, nói tôi ở lầu Long Phượng muốn chiêu đãi Hoàng Tâm, đệ tử thân truyền của Lý Sư. Để chín người bọn họ đến tiếp khách. Mấy tên thuộc hạ ngẩn người ra, chợt hiểu được. Chương 2729, các vị của quận Đan Dương, xin dừng bước. Vương Sư Anh Minh. Mấy tên thuộc hạ nịnh nọt nói. Phía Nam, trong sân quận Bắc Minh. Đường Tuấn mang theo 10 học sinh Thác Bạt Tuyết Tình từ trong ánh mắt oán giận của thầy trò quận Bắc Minh từ từ ra ngoài. Đường Tuấn coi như cũng bình tĩnh, nhưng đám người Thác Bạt Tuyết Tình và Canh Đằng lại rất kích động. Bọn họ biết Linh Tàng rất lợi hại nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Một Thác Bạt Tuyết Tình đã đánh xuyên qua hơn 20 thiên tài của quận Bắc Minh, không hề chừa lại xíu mặt mũi nào cho họ. Bọn họ cũng biết rõ thực lực của quận Bắc Minh, trước lúc học Linh Tàng căn bản không phải là đối thủ mà quận Đan Dương có thể chống lại, mỗi một phó bình thôi cũng đủ để đánh xuyên qua quận Đan Dương rồi. Nhưng bây giờ tình huống này đã đổi chiều rồi, làm cho người ta sụt sịt cảm thán một trận. Thác Bạt Tuyết Tình cô ra tay cũng nhanh quá rồi, không biết chừa lại vài người cho bọn tôi thử sức sao. Đúng vậy đó Thác Bạt sư tỷ, chị ăn thịt thì cũng phải chừa canh cho bọn em uống với chứ, bọn em cũng cần phải tôi luyện mà. Trong giọng nói của chín người Canh Đằng tràn ngập trách móc. Có Đường Tuấn ở đây lại còn học được Linh Tàng, dù có thua cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Đặc biệt lần này nhìn thấy được Thác Bạt Tuyết Tình biểu hiện ra oai phong, với sức một người đánh xuyên qua cả quận Bắc Minh càng làm cho người khác không ngừng ngưỡng mộ, những người khác thở một hơi rồi nhướng mày, bọn họ cũng muốn thể hiện một chút chứ. Thác Bạt Tuyết Tình cũng rất vui vẻ cười nói, vậy lần sau cho mọi người ra tay trước vậy. Đường Tuấn trầm giọng nói, tỉ thí vừa rồi còn chưa đủ để cải thiện gì, tối nay tôi sẽ phân tích lại cho các cô cậu một chút. Bất kể là y thuật hay là tu luyện đều phải không ngừng nghiên cứu mới có được thành quả. 10 người lập tức thu hồi dáng vẻ tươi cười, nghiêm túc nói, vâng. Đám người vừa đi chưa bao xa thì đã nghe người gọi tới, các vị của quận Đan Dương, xin dừng bước. Xoay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đi về hướng của bọn họ. Người phụ nữ trung niên này không giấu tu vi đi, khí thế mạnh mẽ trên người bà ta tỏa ra ngoài, ép tới người qua đường bên cạnh Đường Tuấn phải lảo đảo lui ra khỏi khu phố. Nhưng không có người nào dám thể hiện ra chút bất mãn, vì người phụ nữ trung niên này có tu vi hợp thể cảnh, hơn nữa bên hông mềm mại của người phụ nữ trung niên này còn mang theo một lệnh bài thân phận tượng trưng trong thành Hải Châu. Người phụ nữ trung niên chưa từng liếc mắt qua vẻ mặt sợ hãi của người qua đường mà đi thẳng tới trước mặt đám người Đường Tuấn, khẽ nâng cằm lên rồi nói, là thầy trò của quận Đan Dương đúng không? Chương 2730 những người khác cũng đồng loạt khuyên nhủ. Đường Tuấn nhàn nhạt lên tiếng. Người phụ nữ trung niên nói, tôi là sứ giả từ bên trong thành Quân Nhu, đến từ nhà họ Quân. Đường Tuấn nghe vậy thì cười nhạt, ngay cả biểu cảm của đám người Thác Bạt Tuyết Tình cũng buông lỏng ra. Giám đốc của quận Đan Dương Quân Huyền Sách coi như là người của nhà họ Quân, có quan hệ không tệ với Đường Tuấn. Nhưng cái suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu bọn họ thì đã nghe được Quân Nhu hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, cái loại phế vật như Quân Huyền Sách mà cũng xứng làm người của nhà họ Quân ư. Tôi đã nghe qua về mối quan hệ của các người với Quân Huyền Sách rồi, nhưng các người cho rằng có thể ỷ lại vào quan hệ của ông ta thì tôi sẽ cho các người đi cửa sau à, đầu óc bị uống nước rồi hay gì? Nụ cười trên mặt Đường Tuấn và đám người Thác Bạt Tuyết Tình đã bị dập tắt, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ khiến Quân Nhu cho bọn họ đi cửa sau gì đó. Chẳng qua nghĩ đều là người nhà họ Quân thì sẽ thân thiết hơn thôi, ai có thể nghĩ tới Quân Nhu có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế chứ. Nhìn biểu cảm của đám người kia, sự châm chiếm trong mắt của Quân Nhu cười một tiếng rồi nói, lười nói lời vô ích với các người, chuyện của các người và quận Bắc Minh lẫn quận Thiên Phong đã truyền ra khắp trong và ngoài thành rồi, ngay cả một số nhân vật lớn trong thành cũng đã biết. Ánh mắt của bà ta hơi u ám, nói, hai chuyện này các người đã ầm ĩ quá mức rồi. Tên phế vật Quân Huyền Sách kia không bảo các người khiêm tốn một chút à, cho rằng Hải Châu là địa bàn của quận Đan Dương hay sao mà dám để cho các người làm sằng làm bậy. Đường Tuấn nhíu mày, cắt đứt lời của Quân Nhu, bà muốn nói cái gì? Quân Nhu nhất thời không vui vì bị cắt lời,
trầm giọng nói, quả nhiên là dân nông thôn mà đến, một chút lễ nghĩa cũng không hiểu được. Thôi đi, tôi chỉ phụ trách thông báo, không rảnh nói nhảm với các người nữa. Giám đốc Phương tối nay đãi tiệc rượu ở lầu Long Phượng, mở tiệc chiêu đãi giảng viên đại biểu cho 9 quận, cậu thân là giảng viên của quận Đan Dương, cũng có tư cách đại biểu. Bà ta dừng lại một chút rồi lạnh lùng nói, đến lúc đó các vị giảng viên của quận khác đều đồng thời ra mặt, sẽ là một cơ hội tốt cho cậu, nhân dịp mà nói xin lỗi các giảng viên quận khác cho thật tốt đi, nếu không thì cậu không sống nổi mà rời Hải Châu được đâu. Đường Tuấn nói, giám đốc Phương, Vương Thao ấy à? Quân Nhu hơi giận nói, ai cho phép cậu gọi thẳng tên của giám đốc Phương như vậy? Liếc mắt lạnh lùng nhìn đám người của quận Đan Dương, Quân Nhu nói, thông tin cần nói tôi cũng đã truyền đạt ra rồi, lời cũng đã nói hết, lựa chọn là do các người đấy. Nói xong, Quân Nhu xoay người rời đi. Thác Bạt Tuyết Tình lo lắng nhìn Đường Tuấn nói, Đường Sư, không thì anh đừng đi được không? Tôi cảm giác tiệc rượu lầu Long Phượng lần này là nhắm vào anh. Những người khác cũng đồng loạt khuyên nhủ. Đường Tuấn lắc đầu nói, loại chuyện này nếu như mà vắng mặt thì bọn họ càng có lý do để ra tay với quận Đan Dương hơn. Mọi người thở dài trong lòng, đương nhiên bọn họ hiểu rõ cái đạo lý này. Nhưng cao thủ của 9 quận tụ hợp tại lầu Long Phượng, thậm chí còn có cao thủ trong thành xuất hiện, nếu như Đường Tuấn đi thì thật sự nguy hiểm mà. Những người đó không phải là người mà Lực Đỉnh Phong có thể so sánh được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2730.